Mấy đấu thủ thế giới là người ta chơi 2D hay 3D? Dạ, người ta chơi 3D giống em. Giống 3D giống em phải không? Dạ, là cũng phải chạy nhảy bay bay lượn đồ ấy cũng giống em luôn. Phải lượn 3D chứ. Có để ý ai chưa? Dạ, em từng để ý người khác và người khác cũng đã từng để ý em. Rồi sao hai đứa hết để ý nhau rồi? Chắc cũng là do số của em nó không có được đẹp lắm về những cái chuyện tình em duyên. Em từng để ý người ta, rồi người ta từng để ý em là cùng một người, hay là em để ý một người khác rồi một người khác để ý em? Dạ là hai người khác nhau. Cái tình tình chạy chung tình tình theo hả? Cũng có thể cho là vậy. Rồi bây giờ có để ý ai mới chưa? Giờ em vẫn đơn phương độc mã. Nhìn cái cách em bay nhảy thì giống như là có nhạc trong người em vậy đó. Không biết là em có biết chơi nhạc cụ? Dạ em chơi piano, em chơi guitar, harmonica và trống. Hỏi chơi chơi vui thôi à? Chơi vui chứ chơi chơi đồ guitar, piano, trống. Nguyên bên nhạc rồi đó. Hát thử bài cho chị Tóc Tiên chấm thử coi. Nếu mà chị Tiên là một cô gái thì nghe bài đó có chị Tiên cảm nhận sao? Trời sao tự nhiên nếu chị Tiên là một cô gái? Ủa? Tự nhiên đưa ra một cái mệnh đề nếu vậy? Khi nó là sự thật. Vì chị Tiên đã từng là một cô gái, bây giờ chị Tiên là một phụ nữ rồi. Ok. Ủa ghê vậy đó. Ca chị Tiên nghe đi em. Dạ em ca cho cái người đã từng là cô gái. Thế thì phải hát phía sau một cô gái. Ở đây đúng không? Hợp lý đúng không? Phía trước người đàn ông này hát và phía sau người cô gái. Em nghe tùy bài. Để cho bài tùy bài ha. Ừ. Rồi. Ý nên nó khéo nó không thích bài đó nha. Người đừng lặng im đến thế. Biết bài đó không? Dạ em biết có mỗi câu đó. Thấy chưa? Ta nói rồi, đừng có đẩy tới. Rồi thằng nhỏ làm lần hai cho khỏi ngước đầu lên được. Khi em như hóa nhạt màu. Dạ bài này thì em biết. Ca luôn. Cái gọi là ca sĩ thôi quý vị. Ca Liên. Mì ba miền tôm chua cay với những gốc đột phá. Tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Nàng như một đoá hồng phai, hương sắc heo hon theo những ngày dài. Những gì qua trong em mang bao tiếng nuôi trái tim vỡ tan, nhặt lại từng cánh rụng rời, nắng vẫn xót xa cho chính đời mình. Cố tình đi qua rồi yêu đã nói. Dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em, khi em như hóa nhạt. Bắt tông cho cao luôn. Đẩy lại cái tông nè, hát cho đúng tông để quất cái bạn ao bài. Mình phải làm cho ta thâm phục khẩu phục. Khi em như hóa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là tà thanh xuân rơi theo mọi tình. Xuân rơi trên cánh lụa hồng anh. Em quên lời rồi. Tan ngon trứng. Chuẩn bị knock out rồi. Em quên lời. Hồi mấy em hát bài khác em chuộc lỗi được không anh? Đây là siêu trí tuệ cho siêu văn nghệ Việt Nam nha. Chắc em sẽ hát bài đi để trở về quanh Subin. Gỡ lại nha. Đi để trở về chứ đừng ra đi để đi luôn nha. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. Ở một nơi đẹp như mơ, trên cao em mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài, vượt suối tha, vượt núi dốc, dù tranh vây có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây thật dễ mến, dẫu mới gặp ánh mắt lấp lánh yên ngang chào tôi, chào người bạn mới. Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ rồi một mình lại thấy nhớ. Nơi trời trời lên ngôi cao, tan ngập trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua, đều để lại kỷ niệm quý giá. Để lại một điều rằng càng đi xa, ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về,
có một nơi để trở về đi, đi để trở về. Bắt đầu từ ngày mai, không biết thắng hay thua chương trình này nha. Về nhà, chạy bộ, lấy lại body vốn dĩ thuộc về mình. Sau đó, cầm cái guitar đến trực tiếp nhà con bé nào mà mình đang để ý. Và nói với nó rằng, anh chỉ muốn hát cho em nghe bài này thôi. Còn chuyện còn lại, quyết định sau, tùy em. Hiểu chưa? Dạ rồi ạ. Còn con bé gì đó mà biết nó đang để ý thì trốn đi nha. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 chỉ có trên HTV2 V-Channel lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ. Rapid All Star Concert, Live Concert. Duy nhất ngày 30 tháng 1 năm 2021. Duy nhất trên VOD trọn vẹn và độc quyền những bí mật siêu hot Hoa hậu Việt Nam 2020. True Beauty, vẻ đẹp đích thực. Phát sóng độc quyền trên VOD 23 giờ thứ tư và thứ năm hàng tuần.